Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Webby Legion, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong Webby. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, spoiler thông tin nhanh Webby chapter mới. Và là cuối cùng, sau những thông tin gợi ý và rò rỉ, thì nhà cung cấp thông tin Redon cũng đã chính thức xác nhận một vài thông tin của chapter 1075. Và chapter tiếp theo 1075 tiếp tục sẽ là một chapter với rất nhiều thông tin thú vị, với những thông tin ở bên trong hòn đảo hết có liên quan đến tiền phản bội. Cùng với đó là sự trở lại đầy thú vị của Roxy và Kaku. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Ngoài ra, mình xin nói rằng đây là một vài thông tin cơ bản đầu tiên của chapter. Những thông tin tiếp theo sẽ được tôi cập nhật trong video tiếp theo sau video này. Và cho nên anh em hãy để lại ý kiến cũng như nhận xét của mình ở phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1075 này là Trò chơi tử thần của La Bofet. Và tên tiêu đề của chapter này là ám chỉ những gì mà tên phản bội đã bày ra nhằm chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Và đây cũng chính là nội dung chính của chapter. Trang bị của chapter tuần này tiếp tục là cover story về quân đoàn Gamma 66. Theo đó, chúng ta thấy vị tiến sĩ thiên tài Vegabin đang gặp mặt Ngô Lỗ Tinh. Và đây cũng chính là lần gặp mặt mà vị Ngô Lỗ Tinh Saturn đã nhắc đến với Đô đốc Kyaru ở chapter 1073 trước đó. Mở đầu chapter là những diễn biến ở bên trong hòn đảo hết của tiến sĩ Vegabin. Theo đó, đã có người phá hủy toàn bộ ốc sen thiền tinh ở bên trong phòng thí nghiệm. Điều này đã khiến bản sao Minh Công Osaka không thể nhìn thấy được những gì trên màn hình. Và gần như chắc chắn kẻ phản bội đã gây ra chuyện này. Và nó cũng giải thích lý do vì sao mà Sentomaru đã không thể liên lạc được với phòng điều khiển trước đó. Trong khi đó, tất cả các thành viên trong ban hải tặc của Rơm cùng với các bản sao của Vegabin đã chia nhau thành 4 nhóm sau khi quyết định đi tìm bản thể thật của Vegabin. Đột nhiên, một trong số 4 nhóm này đã bị tấn công với tên người máy Cherubim Bo Hancock. Với việc đưa ra thông tin này thì gần như chắc chắn kẻ phản bội chính là một trong số 6 bản sao của Vegabin, bởi chỉ có một trong số 6 bản sao này mới có thể giành được quyền điều khiển những tên người máy Cherubim. Và như đã nói trong video rò rỉ trước đó, tôi cho rằng đó chính là bản sao bên cùng một Saka. Còn lý do vì sao thì anh em hãy xem lại video này nhé. Trong khi Cherubim Bo Hancock đang tấn công nhóm đi tìm Vegabin, thì hai tên người máy Cherubim khác là Cherubim Kuma và Cherubim Mihawk đã quyết định tấn công phòng điều khiển nơi mà Luffy và Zoro đang ở. Với việc đưa ra thông tin này thì gần như chắc chắn sẽ có một trận chiến giữa hai tên người máy Cherubim này với Luffy và Zoro. Bởi nếu để ý bạn sẽ thấy tên phản bội đã cố tình dẫn dụ bằng hải tặc Kurom đi tìm Vegabin, và mục đích duy nhất của tên phản bội này là để phá hủy phòng điều khiển, đồng thời giải cứu cho Roxy và Kaku. Và bạn thấy có điều gì trùng hợp ở đây không? Chính bản sao Minh Công 1 Saka là người đã đưa ra ý kiến này. Và cũng ở chapter này, bản sao Minh Công 1 Saka đã ra lệnh cho bọn chúng dừng lại, nhưng tất cả đều vô dụng. Và tôi cho rằng đây chỉ là vở kịch của bản sao Minh Công 1 Saka mà thôi. Còn ở bên trong phòng điều khiển, Roxy và Kaku cũng đã tỉnh dậy sau khi hai tên người máy Cherubim tấn công nơi này. Để rồi sau đó, cả hai tên này đã yêu cầu Luffy và Zoro mở xích cho bọn chúng để cùng nhau hợp tác chiến đấu chống lại những tên người máy Cherubim. Và tôi cực kỳ bất ngờ với thông tin này. Và theo các bạn thì Luffy và Zoro có làm theo yêu cầu của bọn chúng hay không? Anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận của video này nhé. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất, tuần sau tiếp tục có chapter mới. Trên đây là một vài thông tin nhanh của spoiler One Piece chapter 1075. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.